Xin chào 500 anh chị em. Bạn Hoàng Vũ đặt câu hỏi trong tổng đài Tám Xuyên Lục Địa là: mọi người cho mình hỏi, kênh đã được bật kiếm tiền video dài rồi thì sang 2023 có được kiếm tiền trên video ngắn hay không? Hay bắt buộc phải đủ điều kiện video ngắn thì mới được kiếm tiền? Như vậy là giữa ngắn và dài chỉ có thể chọn một phải không ạ? Có lẽ sẽ rất nhiều bạn thắc mắc là tổng đài Tám Xuyên Lục Địa là cái là gì? Thì đây là cái phòng chat nhóm mới được thành lập dành riêng cho cộng đồng sáng tạo content Việt Creators. Ở đây anh chị em có thể giao lưu, kết nối, học hỏi lẫn nhau, có thể là cùng nhau hợp tác trong những dự án sản xuất video của mình. Đồng thời đây cũng là một cái phòng chat gọi là 24/7, cho nên là khi nào có những cái sự cố khẩn cấp gì về kênh của mình mà không thể chờ đợi được, các bạn có thể đăng yêu cầu lên đây để được các pro, các anh chị em giúp đỡ cho mình. Hy vọng rằng đây sẽ là một sân chơi mới bổ ích và thân thiện và sôi động cho cộng đồng sáng tạo content Việt Creators chúng ta. Quay trở lại với câu hỏi của Hoàng Vũ, thì bắt đầu từ tháng 2 năm 2023, cái chương trình kiếm tiền của Shorts sẽ bỏ cái quỹ Shorts mà chúng ta vẫn đang nhận bây giờ và sẽ thay bằng việc là mở full quảng cáo. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cái chương trình kiếm tiền dành cho video dài và chương trình kiếm tiền dành video short nó được tách ra riêng rẽ cho những loại kênh khác nhau. Khi kênh của bạn đã được bật kiếm tiền trên video dài thì giờ đây bạn không cần đáp ứng các điều kiện của short nữa. Nếu bạn đăng short lên thì vẫn được kiếm tiền ở trên tab short. Ngược lại, nếu mà kênh của bạn đủ điều kiện kiếm tiền theo video short thì nếu bạn đăng video dài lên cái kênh đó thì bạn cũng có thể kiếm được tiền cho video dài. Chúng ta tưởng tượng là cái ngôi nhà mà YPP ấy, tức là chương trình đối tác YouTube ấy, nó có hai cửa. Nếu mà bạn có gọi là có lợi thế sản xuất video dài thì bạn đi vào bằng cửa video dài. Còn nếu bạn có lợi thế sản xuất video ngắn thì đi vào bằng cửa video ngắn. Nhưng mà một khi đã vào được trong ngôi nhà YPP rồi ấy thì bạn đã trở thành đối tác của YouTube và bạn đủ tư cách kiếm tiền trên tất cả các tính năng kiếm tiền của YouTube. Hầu hết những người mới bước chân vào đều nghĩ rằng là trên YouTube chỉ có quảng cáo, chỉ có kiếm tiền thông qua quảng cáo, nhưng thực ra hiện nay YouTube đã cho chúng ta 10 cách để kiếm tiền. Mình sẽ kể tên lần lượt. Cách thứ nhất là cái cách mới nhất đấy, quảng cáo trên tab shorts. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2023 sẽ xuất hiện. Cách thứ hai là cách truyền thống mà chúng ta đã biết từ trước đến nay, đó là quảng cáo trong luồng dành cho video dài. Cách thứ ba là YouTube Premium. Đối với những kênh mà nội dung của bạn gọi là xanh sạch đẹp ấy thì sẽ được YouTube chọn để vào chương trình gọi là YouTube Premium. Khán giả khi đăng ký YouTube Premium sẽ phải trả một khoản tiền cố định hàng tháng để xem được những cái nội dung gọi là chất lượng cao này. Cách thứ tư là chương trình hội viên kênh. Chương trình hội viên kênh tức là khi khán giả đăng ký hội viên của một kênh nào đấy thì mỗi tháng người ta sẽ ủng hộ cho nhà sáng tạo mà người ta yêu quý một khoản tiền cố định 5 đồng hay là 10 đồng gì đó đều đặn hàng tháng để hỗ trợ cho nhà sáng tạo, để nhà sáng tạo tiếp tục làm ra những cái content mà họ muốn xem. Khi tham gia vào chương trình hội viên ấy, thì thông thường là những cái khán giả đó sẽ được xem những content độc quyền hoặc là những cái content vẫn có ở trên kênh nhưng mà sẽ được xem trước các cái khán giả đại trà khác. Tính năng kiếm tiền thứ năm là Super Thời là trong là các cái những cái luồng bình luận livestream hoặc là những cái các cái luồng stickers của công họ chiếu sẽ hiển thì thị khán màu giả sắc chat nổi bật khi ở khán trên giả mua video Super của Chat anh thì em cái dòng chat creator. của họ sẽ được hiển thị nổi bật với màu sắc rất là rực rỡ ở trong cái luồng. Tính năng thứ sáu là Super Stickers. Thay vì comment khi người ta gửi một cái sticker nào đấy, một cái emoji nào đấy thì cái biểu tượng của khán giả đó cũng sẽ được hiển thị nổi bật trên một thời gian ở trên luồng trực tiếp. Cái số tiền mà khán giả mua càng lớn ấy thì cái sticker của khán giả đó càng được hiển thị lâu ở trên cái luồng trực tiếp đó. Tính năng thứ bảy là tính năng Super Thanks.
Tức là cái sự tương tác không chỉ ở trên các luồng trực tiếp và các luồng công chiếu đối với những cái nhà sáng tạo mà chỉ có làm video nguội thì sao? Thì khi khán giả mua một cái super stickers này thì cái bình luận của người ta sẽ được hiển thị nổi bật ở trên cái phần bình luận bên dưới video. Tính năng kiếm tiền thứ 8 là merchandise. Tức là cửa hàng YouTube, như chúng ta vẫn thấy ở hiện nay ở Việt Nam có cửa hàng TikTok, TikTok Shop, thì chúng ta cũng có là cửa hàng YouTube. Cái tính năng này cũng gần tương tự như vậy. Tính năng kiếm tiền thứ 9 là bán vé. Đối với những người mà muốn tổ chức các sự kiện offline hoặc là các buổi biểu diễn dành cho các kênh nghệ sĩ chẳng hạn, thì người ta hoàn toàn có thể bán vé cho các sự kiện này trực tiếp ở trên kênh YouTube của mình. Tính năng thứ 10 là gọi là Brand Connect. Tức là đối với các cái kèo booking hiện tại bây giờ ấy, thì các nhãn hàng vẫn phải thông qua các agency để tìm các cái KOC, KOL để quảng cáo cho nhãn hàng của họ. Nhưng mà với Brand Connect thì nó là một cái chợ, một cái marketplace để cho nhãn hàng vào trong đấy và các nhà sáng tạo, các creator trực tiếp vào trong đấy. Hai bên có thể nhìn thấy nhau và làm việc trực tiếp với nhau, không cần thông qua các agency nữa. Ngoài ra, khi mà mình đưa cái danh sách 10 tính năng kiếm tiền hiện đã có ở trên YouTube này vào trong cái tổng đài tám xuyên lục địa, thì anh Thuần Bùi cũng đã có một comment là còn có affiliate marketing nữa. Tức là mình dùng link của các cái nền tảng khác, mình dùng link để bán hàng, mình đưa vào trong video của mình để mình nhận hoa hồng. Nếu mà các bạn biết sử dụng thêm cả cái gọi là affiliate marketing kia nữa thì chúng ta có tận 11 tính năng bán hàng, đủ nguyên một đội hình bóng đá luôn. 11 tính năng kiếm tiền ở trên cho thấy cái tiềm năng cực kỳ lớn lao của YouTube mà anh chị em chúng ta vẫn còn chưa khai thác hết. Đồng thời là cái điều này cũng cho thấy là YouTube hiện vẫn là cái nền tảng có mô hình kiếm tiền ưu việt nhất, không chỉ cho các nhãn hàng, các nhà quảng cáo mà cũng cho cả nhà sáng tạo. YouTube xứng đáng là cái nền tảng vững vàng để anh chị em chúng ta lập nghiệp trên hành trình sáng tạo của mình. Hẹn gặp lại trong các video lần sau của Việt Creators.